giờ nhiệm vụ tôi không biết nấu nướng thì chỉ đi phụ ở bếp thôi bác, lấy gia vị. À, thì ra lấy mấy cái lá chanh, thằng em nó sai đi lấy mấy cái lá chanh, thấy cái cành nó mọc hoang này, là nó nhiều quả chi chít nhưng mà nó còn bé, nó vừa mới ra hoa. Đấy, lấy mấy cái lá để cho nó thơm. Nhìn thấy cái cây chanh, chanh nên tự nó mọc chứ không phải trồng nhé, ăn hạt quả tự nó mọc. Đấy, lấy mấy cái lá nó bánh tẻ, gọi là nó bánh tẻ, thế có nghĩa là nó chưa già mà nó cũng chưa già hẳn, mà nó cũng không phải là lá non. Đấy, đó. Thì nó thơm mà nó sạch, thơm mà nó sạch. Đấy, chanh ta này các bác. Hôm trước em ở chị lại quay lại tí về cây cối ở chỗ chợ Hoàng Hoa Thám, hỏi một cây chanh rất là đẹp, nó nhỏ thôi nhưng mà gốc thế rất đẹp, bởi vì là bonsai, nhưng mà nó bảo là 700.000, thôi chạy mất dép luôn. Có cây nhót không, nọ nhỏ nhỏ thì cũng đòi 700.000, cũng mất dép luôn mà dù thích. Đấy, còn bé bé chắc chỉ lấy mấy lá rồi, mấy lá rồi. Quay lại xem là nó có quả thì rất nhiều, nhưng mà cái gốc nó nào không, để chúng lại xin các bác, xin cái gốc này nào xuống để đào. Đấy, xuống để đào đẹp, thấy thích rồi đấy bác. Đấy, nhìn cái gốc này bác nhìn nó không rõ đâu này. Thích rồi đấy, nhưng mà thích cây này, thích cây này. Đấy, đi vòng có khi lại kiếm ra cái cây nữa. Ông nào xuống đào trộm, không cho họ đào trộm. Làm cây trực huyền được ạ. Ô, tay run quá. Thôi lên cả. Khoảng mấy cân nữa này, hơn cân. Cho lá chanh. Cho bụng này. Tên kia. Đấy. Chơi. Mang đũa ở đây, ăn đi. Mang đũa. Chín rồi. Lá chanh cho bụng. Cho bột nêm à? Nêm với lại... Muối. Bột nêm với muối à? Thế thôi à? Thôi. Đấy. Muối. Đây là món gà nướng lá chanh. Đắp đất dưới bạc, cuốn dưới bạc đắp đất, nó không bẩn, cuốn nó không bẩn. Có khi thêm lá chanh. Đắp đất ngày xưa lấy đâu cái giấy bạc, cái thế đắp cả lông xong tự bóc ra, nó chín tự bóc ra. Tên kia đã thấy rất kìa. Không, nó chuyển như bác Khánh rồi. Chẳng biết nữa. Tình là cái giấy bạc hay này. Nướng gì dễ. Nướng khoai hết. Không bị mất nước nhỉ. Chán. Cho nước vào cho nó đỡ khô đi. Chả biết. Thử đi, trước làm nào. Trước có là trước. Trước làm ngon không? Đổ nước thôi à. Có khi hấp muối ngon đấy, biết món này, giải muối à, cứ thế đốt à. Biết món này, biết chưa được anh, thấy bọn nó chín một hơi. Trước kia xem ở trên YouTube nó có cái món ba ba hấp muối, chỉ hấp thôi, cứ đốt. Sao thế?
làm giải lao xong lại có kem. Ừ. Đi đập đất nhỉ. Đập đất thôi. Đem cái kia nướng nhỉ. Này trồng cây cuối cùng lại đi. Đây gọi là làm ăn. Để với ý con nhá. Đi 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 kia ít ít bùn để đắp. Bãi ruộng, bãi ruộng là tôi các bạn. Hôm có quay đào cái cây rành rành ở kia. Đào trộm. Bên này đất của mình. Đấy, ít đất bùn đều dẻo này. Đắp. Các bạn có biết cái cây hoa gì được không? Đẹp không? Đấy, cỏ dại. Đây mà đi chu bánh cưới nhỉ, nằm đây nhỉ. Về lắm. Đẹp, tím. Khi hoa dại cũng đẹp hơn cả hoa, hoa thật. Hoa chơi nhỉ. Đẹp lắm. Này, chị sứa. Lấy nét đi. Đấy, ủa, chỗ kia. Như trải chiếu luôn. Chu bánh cưới sứa. Nhánh mấy kiểu quá. Nhìn sướng. Zoom zoom lại tính xem nó thế nào anh. Máy tay zoom. Từ đã. Thôi. Quay chủ đề ăn uống. Đủ không? Chuối có đủ không? Đắp thôi. Dẻo đấy. Chát thế nhỉ. Khoảng bao lâu chín nhỉ? Khoảng 3 phút nhỉ. Kinh thế kìa, lâu thế. Nó thoải mái rồi mà. Ừ. Thôi nát kìa. Nát, nát mới tốt. Nó mới không bị khô nhỉ. Lúc nào khô là chín. Làm cái video cái ăn cái rau này, ăn cái rau dại. Nó họ như tầm bóp ấy. Ừ. Rau dại không phải trồng đâu. Nhiều lắm. Ăn rất là ngon. Đang đắng. Thanh thanh đang đắng. Rau này chắc sẽ nhiều nhà các bác có đấy. Nhưng mà tôi biết là có ăn không. Đấy. Cái quả này mà, quả chín. Rau này luộc hay xào tỏi đều ngon hết các bác. Rất sạch. Rau ngổ không biết, nó mọc lẫn với đây. Nhiều vô kể. Này nấu canh cá hoặc xào thịt ngon lắm. Này mà tôi mấy cuối tuần mình lại thao cái ăn ngon nhỉ. Ok. Đẹp đấy. Như lợn con. Nó về lên bếp nhỉ. Không sao sơn. Nhét. Ừ. Cứ đi đi. Nhét rồi. Đấy. Cho anh em phải đứng tiếp trên kia kìa. Cái này là bãi ruộng các bác. Bãi ruộng này tôi trồng rau rồi cái này. Xem là bác bếp ở đâu. Theo lời nó là tầm tiếng nó chín là được chén các bác. Bây giờ là tầm 4 giờ 4 rưỡi chiều rồi. Rồi, lên nha các bác. Quay lại cái thảm hoa này. Thích, thích không các bác? Rất đẹp. Toàn rau dại, rau mà trồng lên này các bác này, là không thích ăn đâu, nó nhạt, rau mình trồng nhạt. Cà rốt, su hào, rau cả, các loại kia là dàn bầu các bác, rất nhiều quả nhưng mà không thích ăn đâu. Thích ăn cái rau dại này kìa, rau dại này kìa, nó đang đắng nhá. Mà rau ngổ này, rất nhiều, sạch, tôi rất sạch các bác nhé. Thôi, để lúc khác chia sẻ các bác, bây giờ lên để
nướng thôi. Đấy. Củi rác sẵn sàng này. rất nhiều củi rác. Đấy, rất xung quanh này. Lợn con đây. Thích cái chanh quá. Đấy. Không biết đây có cái chanh không? Chẳng biết đâu, anh rất là biết. Biết lâu rồi. Ngày xưa, anh biết anh giao hòn. Ngày xưa anh ăn xong anh ấy ở đây đấy. Ngày xưa mấy anh em toàn anh dài góc anh ngồi này để nay anh mới biết thì biết lâu rồi nhưng hôm nay mới để cái góc. Ôi đốt rồi đấy, đốt thoải mái đi. Củi nhiều mùi khó nhỉ. Kia có củ sắn nên nhiều quả lắm. Bao quả? Nhiều quả lắm. Đây, chi chít này. Đấy, nước sắn này ăn này. Thấy được, thấy củ sắn này. Đây các bác thấy cái có cái củ sắn nó to này à. Nó mất ở dưới đúng không? Đấy, nhìn củ sắn này. Ăn củ này ăn chết người đấy các bác. Sắn này sắn không ăn được. Đấy. Này. Củ sắn này. Này củ sắn này. Bố nó chứ ai. Đây, nướng củ sắn tí đứa nào ăn được thì ăn. Ui ồ. Đùa chứ cái sắn này không ăn được đâu. Kinh chưa? Kiểu như hỏa táng nhỉ. Nướng trồng rừng này. Này buộc chó ở đây sao xuất hết cả cây nhỉ? Không, đây này chỗ này này, đây này chiết phát lên đây đấy, dính có tí vỏ này mà nó sống được này, chiết phát lên đây rồi. Ừ, đây không có chiết vào đây, chiết ở đây. Thế thì anh mà chiết. Cái này chiết cái hàng trông này chiết to anh. Cao ngỏng con đi. Thế là anh còn gốc. Chiết thế nào được. Cây gì? Ơ, bưởi gì nói làm gì? Chanh quý. Ừ. Mấy giờ rồi? Quay được 3 phút, quay nãy được 3 phút. Đây. Gà bây giờ là chờ chín rồi. Thích cái gốc này. Thích cái gốc chanh. Thích nó tự nhiên chứ, tự mọc ngày xưa. Ăn vứt quả đấy tự mọc. Để xem cái gốc không. Mình rất thích cái chanh đó. Chưa có cái chanh. À. Thích cái đấy. Đẹp thế. Giờ chú muốn anh không để ý nó cắt mẹ cái chỗ này đi. Thế là thôi mà nhé, em nhìn nữa. Trăm quả. Quá nhiều quả luôn. Thôi, để ý cái này tí ông nhìn vào đấy nó xem khác, khổ lắm. Quên nhưng mà đốt chỗ kia nó chết vào mấy cây luôn. Nhỉ. Đấy. Chú Sơn nó bảo lên nó mà lấy ý tưởng. Sơn đi học mình chắc
Này cái cây keo kia nó sắp đổ nơi nhỉ. Cây kia cũng khô một nửa. Tỏ thi. Bác xem này chắc nhìn tưởng đang ở trong rừng đó bác. Kinh. Bỏ hoang ấy. Bỏ hoang. Đốt phí ra. Ủa. Bổ vào đun. Tí lại thấy cái ga nhảy ở ngoài. Thoải mái củi đấy. Đun những cái rác rác này. Sạch vườn này. Ôi, để to quá. Chính nhà ở trong giữa chưa cháy đâu nhỉ. Đốt cái tre kìa, đỡ gai. Đấy vừa cái đống tre đỡ gai. Gai lắm, lắm rồi. Này. Ôi, mình cháy mát. Sẵn rồi. Ông làm ở Hà Nội chắc cũng muốn làm lại khó. Lấy đâu củi đốt. Một nước gà. Một chảo dầu. Chiên thôi, chiên không có mùi lửa. Nướng phải có mùi lửa thơm. Mùi ấy, mùi khói, mùi gỗ. Đấy, gai, rất là gai. Còn vươn nó có gan luôn. Đêm mối lên kinh khủng. Xoạt. Tre, có bấy tre. Không có tre. Bấy tre đẹp đấy. Bao nhiêu cán cuốc. Đẹp, mấy được mấy cái cán cuốc đẹp. Đấy. À Long ơi, tí nó vừa nắm lá đốt cho cây mây cái nó chết mẹ. Mây nha người ta. Tìa gai lắm. Dài quá. Này mát trời. Ôi ôi. Được 6 phút rồi. Lâu lắm. 6 phút. Để tí nữa xem. Báo cáo bác là cũng được khoảng 20 phút rồi ấy. Đấy, bây giờ là cứ duy trì lửa này thôi, cho chín hơi thôi. Thế còn anh em thôi, nó cũng không cầu kỳ là phải nói gì là cái món đặc sản ấy, cái mà để một cái gì đấy nó vui vào ngày cuối tuần các bạn, chứ không dám nói với bạn nào đấy. Ủa ôi, nhiều thứ mà nó nổ, cây cối nó nổ, có khi là cả đá cuội đấy, thì nó chỉ là một cái vui để anh em cuối tuần này, chứ không dám hướng dẫn hay là cái gì các bác.
Bởi mỗi vùng miền hoặc các bác có khẩu vị khác nhau, cho thêm cái gì gia vị gì đấy thì em không không biết không nói, nhưng mà em là đơn giản thế thôi, có cái để uống bia chống cay mà đấy. Thì đốt ngoài vườn gà của nhà, gia vị biết cũng đơn giản. Úi ủa mà đến xa xa thì cũng có mặt mà củi rác thì tiện, không gian thoải mái đấy, sướng ở chỗ đấy quá. Cho nên em thích ở quê là chỗ đấy, cứ hay về quê đấy. Thế còn các bác nướng như em là những cái ống tre này nó nổ rất là kinh đấy, muốn nó không nổ thì phải đập dập đi hoặc làm thủng đi, hoặc là các bác nào ở suối nướng tránh những cái hòn đá cuội nhé, để lên như bãi đá là đốt lúc nó nổ rất là kinh, nổ dã man luôn đấy. Đấy là cái kinh nghiệm nho nhỏ của em như thế. Thế còn cuối tuần thì các bác nghĩ ra những cái giải trí. Em thì hay làm cây làm cối chán thì anh em ngồi uống bia thì lại nghĩ ra cái gì đấy là làm ở cái mồi. Nó nổ mấy phát khiếp quá. Để đi cho thêm củi cũng lại tắt. Rồi, báo cáo các bác là tôi anh em cứ ủ cái gà này là điểm xả thì nổ vỡ mặt. Ủ cái gà này là được 40 phút rồi. Bây giờ là thi thoảng tôi mới ra để cho một tí lửa để duy trì thôi. Chủ yếu ủ. Tôi đốt chỉ trong tầm 15 phút thôi, xong rồi là nghỉ, không đốt liên tục. Thi thoảng ra cho ít rác vào cho nó cháy thôi. Xong cứ để đấy, om đấy. Mình có giấy bạc thì nó cũng đỡ. Đấy, thằng em nó bảo thế mình có kinh nghiệm gì nấu nướng đâu. Đấy. Thì ra thì mới thấy củ sắn kia là chín này. Đấy, nhưng mà chưa dám lại. Nó nổ vát vỡ mặt. Sợ lắm. Cho nó cháy hết đấy ạ. Xong ra với củ sắn kia xem nó có thơm không. Cái này sắn bản chất. Sắn là sắn không ăn được. Sắn độc các bác. Nhưng mà không hiểu người ta chế biến sao nó thành mì miếc, mì tôm miếc là ăn được. Còn mà sắn là chồng ăn là trâu, hồi xưa tôi chăn nuôi trâu mà ăn sắn chết luôn cả trâu rồi. Chết 20 con trâu luôn. Đợt đi sợ mình làm chết trâu ấy. Tức là thịt. Giờ tí nhớ mãi cái lần này. Sợ mà, về làm chết con trâu to lắm. Bởi vì là nhà quê quá. Con trâu là đầu cơ nghiệp. Mà thằng cu đi chặt trâu lại làm chết cả trâu. Vì nó ăn sắn rồi các bác, xong uống nước rồi chết. Giờ thấy khiếp lắm. Sau thịt cả làng ăn. Đấy, thế còn nhưng mà cái sắn này này thì càng trồng lâu á, mà cắm ngoài vườn, mà em cắm ngoài vườn này thì ăn cái ngọn cái sắn ấy. Không biết các bác trong vùng quê các bác có ăn ngọn cái sắn không? Mùa này nó chưa có, nhưng mà cái ngọn cái sắn mà cái sắn có củ này trồng lên ấy, khi nó lên ngọn lấy cái ngọn của nó ăn, tức là ngâm làm muối dưa xong để nấu với cá hoặc là xào đều rất là ngon, cực kỳ ngon luôn, nhất là nấu cua thì cực kỳ ngon luôn đấy. Nhưng mà một số vùng thì các bác không biết cái món này. Và cái điều mà tôi muốn nói là cái sắn này của quê tôi là nó có độc, thực sự là nó có độc. Nhưng mà cắm sau cái thời gian mà cắm rất trồng ấy, rất là lâu trong đất này, năm này có năm khác, cái cây nó không khô nó lại cứ lên mầm ấy, thì nó sẽ bớt đi và ăn nó sẽ không bị độc bị say nữa đấy. Cái củ này thì cũng thế, ngày xưa cái giống này nó mới về là nó độc, không ăn được, ăn là người say, trâu còn chết rồi. Nhưng dần dần thì nó đỡ đi rồi, phai dần, hoặc là mình ăn nhiều mình thử ăn rồi mình quen dần đấy, chứ bản chất là nó có độc nhá các bác nhá, bản chất là sắn là độc đấy. Và cái giống này không phải cái giống sắn quê mà trên miền núi hay trồng ngày xưa đâu. Giống sắn này là đợt giống mới. Mà ngày xưa tôi nhớ là giống mới này được phổ biến về thì nó rất độc. Nhưng mà nó cho năng suất cao. Đấy. Không hiểu người ta chế biến kiểu gì mà hết độc. Đấy thì tôi không biết. Nhưng mà tôi đã từng chứng kiến trâu của tôi chết. Và cái con bé hàng xóm nó ăn mà nó say. Là phải đưa đi cấp cứu. Đấy. Đấy, thế còn cái củ này thử thì nó lâu năm, nó rất nhiều năm dưới đất nó mới to này. Thì thử bữa xem nó có thơm không, chắc không ăn đâu. Thơm quá.
thơm lắm. Không ăn mà nên là dùng chân, vì nó lâu năm dưới đất nó cũng không có tinh bột nữa. Nó như củ mải, nó không có tinh bột nữa. Không phải không có tinh bột mà không bùi tơi như này, nó mà bùi tơi như sắn mới đó. Sắn mới là một năm mấy tháng là mình thu hoạch, cái này mình cứ để dưới đất không có, cho nên là nó sẽ không bùi, có vị bùi như sắn. Ôi nóng quá. Bác gì này? Nhìn ngon đấy chứ. Ừ, thơm lắm. Thôi cấu tí tôi ăn. Ăn một tí thì không ra không. Đây, ăn cái chỗ này. Rất là ngọt. Nó ngọt, nó không bùi được con. Nó ngọt. Nó rất là ngọt. Ngọt vô cùng ạ. Ngọt. Ngọt thanh nó. Nó sần sật nhưng nó không có bột nữa. Quá lâu năm gì đó rồi. Đấy. Thôi, chả làm gì. Nó đang đắng. Sau nó đang đắng. Cũng sắn này chỉ để sản xuất được không? Sản xuất vật liệu, nguyên liệu cho công nghiệp mì tôm. Đấy. Đây này bác. Nó lâu năm đến nỗi mà. Cái củ nó này. Củ nó to bằng cả cái cây gỗ luôn, to lắm, nhưng mà không ăn được. Đấy, tôi nuốt đấy, ăn tí không sao. Thế còn con gà này thì cứ ủ đấy thôi, tí nữa nó xuống, lúc nào nó gỡ ra thì gỡ thì chắc là lúc ấy là chị. Thì sợ đấy, thì sợ mấy sỏi nó nổ vỡ mặt như pháo hoa. Đốt cậy sợi cuội sợ lắm. Thử bới xem nó khô đất. Tiếng nó hồ đấy. Đó. Ướt lắm. Ướt à? Đốt thêm một ướt đất. Chắc nó không được trực tiếp vào lửa nữa. Ơi. Đó. Hả? Nguyên. Đấy, nó ủ thế sao khô được. Phải lật không? Ơi! Anh nghe hết! Đấy. Cho thêm ít lá nhỉ? Cậu đốt xung quanh nhỉ? Lật nó sợ là sống. Ủa thế cái mặt dưới nó không bị đốt, không bị đốt. Thế phải lật. Không được đâu. Sợ không chín đều. Nó đất chưa khô chứ trong chưa thể cháy rồi. Phải đốt thêm. Đứa nào hết đi hết chỗ của bố. Đấy, rất ngại khi mà đốt lửa, bác để ý cái hòn sỏi sỏi cái kia nổ ấy. Thế mà vẫn không chưa khô đấy. Để tiếp tục đốt, tiếp tục vơ lá đốt được một tiếng mấy phút rồi các bác. Tôi nghĩ là tôi nên lật nó lên phát, nên lật nó lên. Bởi vì kiểu gì mà đồ nướng các bác thì nó phải xém tí, có tí khói lửa nhỉ các bác nhỉ. Chứ còn mà nó như hấp thì không khoái. Cái mùi của lửa trực tiếp này nó có phép dẫn riêng. Các bác nhỉ. Chưa tí đã xong rồi. Chưa lật một lần nào. Lật chỉ sợ nó vỡ thôi các. Ôi khói quá. Ôi dồi ôi. Chắc cho nó cháy. Không hề. Một mình làm. Quay video ấy đấy. Gãy này. Khó phết đấy.
khô hơn vừa nãy tôi gõ gõ nó khô hơn là vừa nãy. Đấy, rất là cứng rồi đấy. Đấy. Úi rồi này. Dưới còn nguyên là lá này. Là cây chưa cháy ấy. Nó cứ sợ vỡ nó không dám lấy. Đấy, lật lại như thế. Đều được. Rồi. Bây giờ đốt thoải mái, mặt dưới này đốt thoải mái. Được. Gạch ngói. Rồi, phải đi kiếm thêm ít củi nữa mới được. Rồi, đứng dưới đồng hồ quá. Không nướng đâu, chỉ có để duy trì lửa đấy. Ô, cháy rồi. Để nóng thôi, tí tối để ăn. Nhưng bây giờ chưa có cạ nhậu về. Đấy, chỉ để đấy thôi, chứ đốt sưởi thôi chứ không nướng đâu. Đây, các bạn. Ấy, bùn nó vỡ rồi, bông với bạc rồi, bây giờ chưa cháy, chưa cháy đâu, chín. Có chăng chỉ một số cái chỗ nó hở nhưng mà cháy xém. Tí nữa là gỡ lên thì để quay các bác xem nha. Đi vòng tròn của bác xem. Lửa. Đó, như con lợn con. Cái gì ở dít bác này. Nóng lắm. Cái gì ở dít bác bà rồi. Ôi trời, nghịch quá. Nhất cái gì mà đít bác thế. Quá nghịch. Rồi. Tí nữa không cho đứa nào ăn nữa đâu. Tối mịt, 6 rưỡi mà tối mịt. Đấy, chắc không bị cháy rồi nhỉ. Đó. Nhấc cả lên như nhấc tất đây. Ôi chảy nước. Không phải cái này, không phải hứng cái này. Không nóng à? Ôi chảy nước. Nóng đấy. Rồi. Sầu thôi. Ủa mộ đang nuôi. Không bị cháy, không bị cháy đâu. Thơm quá, thơm đến tanh thơm. Như mùi luộc. Bật đây nè. Bật được. Đây. Ủa. Đây. Tối quá. Nó đi nướng cho bạn rồi. Hả? Nó đi nướng cho bạn rồi. 2 tiếng đấy. Hơn 2 tiếng. Cứ để đấy cho nó nóng, chứ chín lâu. Đây. Úi giời ơi, gà luộc. Gà luộc. À có xém ở cổ kìa. Ngon đấy. Đây là gà luộc. Ngon đấy. Hấp. Hấp. Thơm thế nhỉ. Nhúng tay em bẩn. Đưa lên. Nhấc sang đĩa. Đấy. Ôi cái nước cái đổ ấy. Từ khí đổ lên. Chín như. Chắc chắn nó chín lâu thế không? Lâu. Hả? Không á? Chưa chín. Thật đi. Mày không ngon rồi. Em đua với anh rồi. Thế à? Thế lâu thế này. Cái nước chiều nhiệt. Phải không? Chỗ này chỉ... Chuông. Tốt. Ngọt đấy, nó thế đấy. Chín rồi. Thử phát xem. Em cho cái chân này. Chỉ có một cái đuôi thôi. Nó nghe hơi kém đấy. Thực nó phải thế mới ngọt đấy. Ngọt. Không phải, cái mặn đang dưới. Đây, chín rồi. Thế nó mới ngọt. Thế vậy thì cho kéo cắt rồi. Nó phải xém tí thôi này. Đó. Từ gần luộc trà, hót mà gần uống. Có tí cổ cháy. Không thế nó ngọt. Rồi. Hấp lên mà nó thế nó mới ngon. Cho lên nhỉ. Nhấc lên thôi chứ nhỉ. Đi, bê lên đi. Sống miếng nào tính sau. Nhấc lên là chén. Đó, ngoài kia. Bây giờ nó là đào lam. Ôi, bia lạnh, để cả két lạnh. Ngon đấy. Sài Gòn lạnh. Giải trí cuối tuần. Rồi. Này,
có gà, gạo, em làm có cái món lợn bò. Đấy. Sống tính tiếp. Kiểu gì có miếng kiểu đúng rồi, kiểu nó bị ngược. Kiểu gì có miếng chín. Các chỉ có nước nuôi cá thôi. Đấy. Đấy, kiểu gì được cái cánh là chín rồi, chắc rồi. Chắc chắn là cánh chín rồi. Còn chỗ khác sống chín tính sau. Đấy, cái món nước chấm. Chấm chấm chanh với lại gì nhỉ? Tiết với hành khô. Hành ớt nữa, ớt. Chanh nữa, chấm gà phải 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 ăn hành khô. Chanh, lấy chanh có không? Có rồi. Đấy. Bên chân chân giò. Ôi đấy, ai bảo sống, sống mà sống. Chi Linh. Không. Ngon đấy. Buồn. Ai tiếng buồn? Này bước chị tên. Wow, đấy. Ừ, đấy. Rất đẹp. Thơm đấy. Thơm đấy. Chén đi, thử miếng đi. Chó, bánh chặt để chó. Đúng khớp là được. Đấy, có đỏ đâu. Chặt thì nó chỉ đếch chứ. Bên đây khả năng hơi đỏ. Lúc ý mình để... Sơn em nhặt bỏ mình... kéo đi. Bỏ luôn. Ăn cơm trước. Mình mà lật sớm ấy chuộng thì để chắc chín. À, lật chín chứ thế rồi. Cái chỗ kia nó không lật. Mãi xong rồi. Lật rồi chứ. Nó hồi nãy nó hơi chọc đũa, nó hơi đỏ đỏ. Không, không. Đó, cắt luôn. Béo nhỉ, nhỏ béo thế. Ra cho của Sơn này à? Xin nhấm miếng cái này nhá. Em mới chờ vàng thôi. Tập quan với cái... Béo quá. Đấy, chấm thử, thử, thử trước nhá. Cảm nhận nha. Ăn được không? Béo lắm. Cay quá. Xém xém tí thì ngon. Cái này nó không bị mất ấy. Ừ, ngọt. Đúng không? Ngọt. Đạp đất thì nó không bị mất cái mỡ của nó ở trong với hương vị của nó trong. Nước ngọt. Ngon. Lá chanh thơm. Đấy, thơm. Thơm. Ngọt. À, có nữa con đi. Béo. Con không mua lấy á. Ngon béo. Mở bia đi, chén đi. Chén đi. Ngọt quá. Mùi lá chanh rất thơm. Ừ. Nó ngấm hết ở trong đấy mà không có chạy chạy gia vị với ấy không rồi. Chỉ nữa chấm chấm cái nước này cũng ngon. Sơn xuống lấy thôi chị, cái bát là rau củ đậu hũ vẫn tiếp thôi. Uống không nhắm à? Đó đó. Rau củ. Ôi giời. Ngon đấy. Không đỏ đâu. Im thương vào đây thôi. Tối lúc quá, điện tối quá. Lúc chưa chưa trường nó mình bật gà. Mẹ ơi, đó. Đèo gà kia mà không ấy. Chín. Ngọt rồi. Ngọt. Ăn đến nó ngọt. Anh nghe Sơn nào. Vô rồi. Ngọt đấy. Vô. Có cái uống không, không nhấm nhỉ. Tới đây anh em anh chú uống nhau. Vô. Ừ. Mình cắt, không cắt được khoảng gì mình cánh. Cắt cái khớp. Khớp nó mới được. Ghê nó phải, có phải là những cái kia nó bự quá thì mình cắt mấy bắp kéo. Ghê nó vẫn cái này đúng gà đất, gà quê đấy. Hương vị quê đấy. Cái này ăn sống à? Ừ. Thế không phải anh lấy cái kia sạch. Đất thó. Nhiều lắm, dưới không ngon nhiều lắm. Ngủ á? Ngủ. Chín rồi. Nghiện món ăn ngủ. Khẩu lạnh. Phòng chín ấy bớt lại thì mai nó mới tôm được. Ok. Cái anh bây giờ vẫn còn chưa? Đây nữa. Nhậu đây. Nó nhiệt lạnh. Thoải mái đấy. Chứ nó cái này rồi. Chết lạnh rồi. Có anh chết lạnh. Ủa. Thôi chờ này. Thôi chờ này. Nhúng ăn đi. Phải chờ này. Phải chờ này. Cho đội trẻ con trước đi. Cho một đứa cái gì nó gầm. Đang gầm rồi. Cái đuôi. Ăn hết đi. Này thương cho cái đuôi. Hai nó ra mày cúng củ ấy. Cúng củ. Không, cứ xong để mở lon bia để. Em có hợp không?
Đồ cánh ngọt hết. Thấy là. Em cười thôi, em cười thôi. Anh em mình cứ còn lòn đi. Anh em còn lòn. Dạ, anh ấy. Vâng. Thịt còn cạo. Ừ, thôi, ăn rồi biết. Nghe nghe tiếng nuốt nó biết. Ức cái. Gì, giới thiệu sản phẩm. Rồi, phải chiều rồi. Chiều rồi. Giới thiệu cái anh em Bạc Thắng. Như chú Long ở mợ hoành lon lạnh lạnh. Đấy. Đấy. Thật lạnh. Như lon lạnh lắm, có thể đá nữa. Chính đơn chữ gà. Anh em làm cái nhỉ? Thử gà xem nó có hợp với cái bia không? Yeah. Hợp đấy. Công nhận hợp quá. Rồi, mỏi tay quá, chén này. Em lắm rồi.